Xin chào cả nhà. À, trời lâu quá trời rồi thì Nguyên không có quay cái video như thế này, kiểu như là mình quay những cái video mà tâm sự chia sẻ. Rồi hôm nay Nguyên mới là bệnh tình thì cũng khỏe nhiều cả nhà, cũng khỏe nhiều. Nhưng mà hôm nay thì hơi trầm đó, nó chuyển sang hơi trầm chút. Nên anh Hư nó muốn là ngồi chung với mình, tại vì sợ là nhiều khi Nguyên lại mất kiểm soát, lại không kiểm soát được đó. Thì ảnh ngồi đây thì Nguyên làm video này với hai lý do là: một, mình tâm sự chia sẻ; hai là cũng báo cho gia đình ở Việt Nam về cái tình hình sức khỏe của Nguyên bây giờ. Bữa ngày không có sử dụng Facebook gì hết, cắt hết mọi liên lạc, rồi kiểu mình không có bị tác động từ mạng xã hội đó, cho nên là cắt hết toàn bộ, thì không sử dụng Facebook, Zalo. Có mình anh Hôn liên hệ với gia đình, thì hôm nay cũng muốn báo với gia đình về tình hình sức khỏe của Nguyên như nào đó cho gia đình ở Việt Nam, rồi cho cả nhà hay luôn. Chứ tại vì cũng lâu quá rồi. Bao lâu ta? Một tháng? Tháng không? Một tháng. Tháng? Một tháng. Sau khi em nhập viện đặt tay làm video trước là còn một tháng nữa. Thì đó, thì bây giờ đầu tiên cả nhà, thì Nguyên chia sẻ với cả nhà như thế này. Mình á là người không có được may mắn, video này là Nguyên sẽ không có khóc hay gì đâu cả nhà, mà tại bình thường. Thì vậy Nguyên á là người không được may mắn, thì cả nhà cũng thấy là mình cũng bệnh tới bệnh lui hoài à. Đó, cũng buồn cho gia đình của anh Hôn. Cái nữa là gia đình anh Hôn không có được may mắn, cũng không có được may mắn. Thì mẹ cũng bệnh, rồi nội cũng bệnh luôn. Thì nội lớn tuổi thì ai trách đâu, mẹ bệnh này ai trách đâu. Rồi cha cũng bệnh nữa. Mở cái này rồi thì nó chuyển sang cái chỗ khác. Đó, cả gia đình một mình anh Hôn gồng gánh, rồi Quy cũng bệnh tới bệnh lui vậy đó. Thì hồi trước tới bây giờ đó, Quy chia sẻ những cái video cho cả nhà 3 năm không anh? Thì 3 năm nay là Quy chia sẻ những video cho cả nhà, là những cái vlog cuộc sống của hai đứa. Nhưng mà trong tâm Quy á không có bao giờ nghĩ mình đáng thương đâu. Lúc nào mình cũng suy nghĩ là mình phải cố lên, mình phải vui vẻ, cuộc sống mình mới vui, rồi mình lan tỏa cái niềm vui đó cho mọi người. Lúc nào em cũng muốn vậy chứ, anh biết mà đúng không? Em quay video anh hiểu mà. Em không bao giờ em muốn là quay một cái video buồn hoặc là khóc hay là gì hết á, hoàn toàn là không muốn. Là những video có nội dung vui tươi, hai đứa mình giỡn với nhau, ăn uống với nhau, rồi có những cái phút giây hạnh phúc với gia đình. Đó là những cái gì mà Nguyên muốn và Nguyên làm từ hồi 3 năm nay. Thì cho nên á, cả nhà thấy là những cái video hồi sau Tết Nguyên Đán, lúc đó là gì? Sau Tết
Viên có hàng loạt những cái video nó rất là buồn, nó gọi là tiêu cực á. Những cái video rất là buồn, Viên khóc rất là nhiều. Và trong cái video đó khóc cười, nhảy múa. Rồi mình làm cái hành động này, nói chuyện liên tục. Lúc đó là đầu óc của Viên phải không? Nó có suy nghĩ liên tục, nói rất là nhanh và nhảy múa mà vui tươi. Cái đó là mất kiểm soát, bệnh tâm thần rối loạn lưỡng cực, giai đoạn hương cảm, kiểu giống như là bệnh tâm thần. Nói tâm thần là cái gì, là bệnh về cảm xúc, hành vi, hành động của con người mình, nó liên quan tới đó thì mình gọi là tâm thần đó, chứ không có gì lớn lao. Nhưng mà bệnh nguyên là lưỡng cực, thì nó là lựa giữa vui với buồn. Vui á thì vui quá không kiểm soát được, buồn á thì khóc hoài không kiểm soát được. Nó làm cho những người xung quanh khó chịu, nó làm cho những cái mối quan hệ xung quanh khó chịu. Rồi mình nhìn nhận cái vấn đề nó quá lên, mình nhìn nhận cái vấn đề nó không có bình thường giống như người bình thường. Đó, thì cái đó là bệnh của Nguyên thôi. Thì Tết là Nguyên chia sẻ những cái video đó cả nhà thấy. Thì hoàn toàn Nguyên không có diễn hay là cái gì làm cho có video để cho có nhiều view, nhiều tiền, không có nhiều tiền hết trơn á. Mình làm gì chứ? Để 3 năm nay á là Nguyên xây dựng một cái hình ảnh của mình xây dựng một cái kênh của mình theo cái hướng vui tươi vui vẻ, chia sẻ những cái hình ảnh năng động vui vẻ đến cả nhà. Ủa vậy nay tự nhiên mình làm vậy chi, để cho sụp đổ hết, để thay đổi hoàn toàn hết, để mọi người xa lánh mình, để mọi người ghét mình. Ủa làm như chi, đặc biệt nữa là ảnh hưởng tới gia đình mình, đúng không? Thì Nguyên mất kiểm soát hoàn toàn. Hồi Tết Nguyên mất kiểm soát cả nhà. Cả nhà coi, cả nhà thấy những cái hình ảnh đó rồi, cả nhà có cảm thấy là nó sai sai không? Hồi đó giờ Nguyên có vậy không? Thấy không? Anh thấy Tết vậy, anh thấy có em có bình thường không? Anh thấy... Anh biết nói gì. Anh thấy sao? Anh biết em... quên nãy. Đó. Anh thôi đứng mà anh lắc đầu. Lúc đó mình đâu biết. Lúc đó mình không quan tâm luôn, không biết luôn. Nhưng mà khi coi lại video là Nguyên thấy. Rồi cũng có nhiều anh chị comment bình luận nói trời ơi giờ Nguyên là bệnh nặng hơn rồi, phải đưa bệnh viện. Rồi có người cũng nói là trời ơi Nguyên bây giờ là đứng lắc đầu không rồi. Là những người đó họ nhìn nhận, họ thấy, họ biết. Những anh chị rất là tin ý. Đó. Thì cái đó là hồi Tết. Thì hồi Tết con á là con gửi tới gia đình mình. Thì con á là bệnh khá là, bệnh trở lại khá là nặng đó. Thì con có những cái hành động nó không kiểm soát, rồi làm cho gia đình mình bối rối. Thì con xin lỗi cả nhà mình rất là nhiều. Con xin lỗi cả nhà để làm cả nhà mình bối rối với con. Cả nhà chưa có ấy đâu. Nguyên á khóc nhiều dữ lắm. Hôm Tết á đêm không ngủ luôn, kỳ cục vậy đó, không ngủ được luôn. Nhìn cửa sổ rồi nhảy không, thấy ghê không đó. Rồi phần nữa là xin lỗi cả nhà YouTube của mình, YouTube Facebook của mình, là trong những cái thời gian vừa qua làm cho mọi người truyền những cái năng lượng tiêu cực quá, những cái năng lượng nó không có là tích cực, những năng lượng đó là năng lượng tiêu cực. Thì xin lỗi cả nhà rất là nhiều. Hai đứa là lúc nào cũng muốn là vui vẻ thôi, tại vì vui vẻ đẻ ra tiền, buồn phiền sinh bệnh tật, cha nói vậy mà. Nhưng mà Nguyên không kiểm soát được, nó ghê gớm cả nhà, phải nói vậy. Thì sao hồi Tết Nguyên không nhận ra được, ủa sao mình không nhận ra được bệnh của mình. Thì hồi Tết là Nguyên không biết mình bệnh. Khi mà mình bệnh, Nguyên không biết bệnh, mình nghĩ là đầu óc mình minh mẫn, sáng suốt, không có gì hết. Mình làm vậy là đúng, mình không có suy nghĩ là cái đó là sai,
cái đó là mẹ lại chưa đúng đâu đó, không có, không Tết thôi không có suy nghĩ vậy. Tới khi mà cách ly với gia đình ở đây nè, Quyên xuất viện rồi á mà không được về nhà, tại vì về nhà nhiều khi mình lại ảnh hưởng tới bà nội với mẹ, bà nội mẹ cũng bệnh, cha cũng bệnh đó, Quyên về nhà cũng ảnh hưởng, cho nên là thuê cái cô đó là chăm chăm cả gia đình luôn, thì mọi người ai cũng khỏe bây giờ hết á. Thì cách ly là đi, mình anh hôn dẫn mình đi chỗ này đi chỗ kia luôn. Thì trong suốt khoảng thời gian đó, một nửa thời gian sau nè, gần mà gần về nhà rồi đó, thì Quyên mới lấy là mình ân hận vì những cái điều mình đã làm, mình ân hận vì những cái gì mà mình làm hôm Tết, mình thấy là sai rồi, làm cái gì là không đúng. Có rất là nhiều cách, nếu mà muốn hòa giải thì có nhiều cách chứ không phải là chỉ có một cách đó thôi. Mà tại sao khóc lóc như vậy? Ví dụ mẹ không có bắt máy thì đợi mẹ hết giận hay gì đó thì mẹ bắt máy. Hồi đó giờ Quyên với mẹ giận nhau biết nhiêu lần, nói mẹ con mà giận nhau cũng nhiều lần, nhưng mà đâu có lần nào mà mình làm vậy, đâu có lần nào mà mình lên mạng mà mình khóc như vậy gửi cho mẹ coi. Giờ liên lạc mẹ không được thì mình đợi mẹ chút thôi đó, nhưng mà không, không tới là khóc, không biết làm sao luôn. Nói chung là suy nghĩ tới mẹ là khóc, nghĩ mẹ giận mình luôn là khóc, nghĩ là không biết làm sao, không biết nói làm sao luôn cho cả nhà hiểu. Nói chung là bệnh này nó vậy đó. Cho nên á là Quyên ân hận dữ lắm, hối hận dữ lắm cả nhà ơi. Tại vì á mình phá vỡ hết mọi cái mọi thứ, không có còn cái gì nữa chứ, coi như tan nát hết luôn. Mình cảm thấy như vậy đó. Thì cái giai đoạn này là anh cho em miếng nước à. Không có gì đâu, em bình thường không có gì, tại cũng hơi xúc động, ân hận dữ lắm, mấy biết bao nhiêu cả tuần nay Quyên Quyên nhận ra, không phải tuần hai tuần gì đó. Cái lúc nào đó, lúc mà anh hôn anh đăng cái gì đó thì cả nhà thấy là em nhận ra là cũng thôi tuần hai tuần gì á, không phải hai tuần, một tuần. Thì đó là Quyên thấy là mình làm vậy là sai rồi đó. Mà cái sự cắn rứt của mình đó, nó lại quá ghê gớm luôn, nó kỳ dữ lắm. Nó làm cho mình cảm thấy mình tội lỗi, mình cảm thấy mình tội lỗi, mình thấy ghê sao đâu luôn đó cả nhà. Nó làm cho mình rất là sợ. Cái Quyên đi gặp bác sĩ, thì bệnh của Quyên là hàng tuần đi gặp bác sĩ, mỗi tuần đều đi gặp hết. Còn ví dụ lần nào mà mình thấy chịu không nổi nữa thì mình gặp bác sĩ thêm lần nữa. Thì bác sĩ mới nói cho Quyên là những cái gì mà Quyên đã làm á, nó không phải là quá ghê gớm, nó không phải là sai trái thật là đáng sợ. Có những người họ trong cái bệnh của Quyên á, họ lên cái cảm xúc của họ lên á, họ bùng nổ lên á, hưng cảm, họ còn làm những điều ghê gớm hơn nữa. Còn Quyên á là không phải ghê gớm đâu. Rồi có chồng bên cạnh anh luôn á, là chăm sóc Quyên, rồi ngăn cản để cho mình không làm sai. Thì những điều mình làm như đó không có gì là ghê gớm hết. Bác sĩ khuyên á là không có được cảm thấy tội lỗi nữa. Phần nữa là bác sĩ nói có anh hôn là người luôn luôn bên cạnh mình, mình phải biết là người nào là người luôn yêu thương mình, ảnh bên cạnh mình như vậy, phải biết cảm ơn ảnh. Anh nhớ bác sĩ nói không?
cho nên là trong em cảm ơn anh nhiều lắm đó, chỉ có anh mới chịu nói thôi chứ ai chịu nói, phải không? Rồi bác sĩ nói nữa là thấy tội lỗi với mọi người xung quanh thì đó không cần thiết, tại vì Quyên gây lỗi rất là nhiều, cả nhà thấy mà. Thì bác sĩ nói thấy tội lỗi với mọi người xung quanh thì điều đó là không cần thiết, mà sau cái căn bệnh, sau cái đợt bệnh này mình biết được ai còn ở bên mình, cái người mà hiểu cho mình, đồng cảm với mình, thông cảm với mình thì người đó mới là người thật sự yêu thương mình và thật sự ở bên mình sau này đó. Thì bác sĩ nói là hai Quyên đồng ý thì Quyên dằn xuống được, sau khi bác sĩ khuyên như vậy đó thì Quyên dằn xuống được. Cái hôm nay tự nhiên nói cái xúc động thì cũng hơi xúc động chút thôi chứ không gì đó. Rồi hôm Tết Quyên nhập viện á là cũng có ông pha gây cấn nữa, lúc đó là Quyên cũng không kiểm soát được mà Quyên gây lỗi lớn lắm với anh Quyên, bởi Quyên biết ơn anh rất là nhiều. Thì Tết á đi tái khám ở bệnh viện xong rồi anh chở mình đi, rồi hai vợ chồng trong xe cả có cự cãi với nhau, có cự cãi xong rồi tự nhiên là Quyên phát lên, mình không kiểm soát được, giận quá trời luôn, quá trời giận, không muốn đi bệnh viện nữa, muốn nhảy xuống xe ngay lập tức, không muốn đi bệnh viện, không muốn ngồi chung xe với Huynh nữa. Lúc ảnh dừng đèn đỏ đó, đi mở cửa ra định tông nhảy xuống xe, mà hên có dây, cái dây seat belt, cái dây mà thắt vậy nè, mình cái dây an toàn đó, cái đâu nhảy được, phải tháo cái dây đó ra mới nhảy được. Thì mới tông xe ra, anh Huynh đây táo quả, tông xe đèn xanh đèn đỏ chuyển sang đang đỏ chuyển sang xanh, xe chạy tông mình chắc không còn, chắc Quyên không còn đâu. Thì mới không cũng quèo quặt thì xong rồi ha, anh Huynh thấy vội quảng quá, anh lủi chạy xe lủi nè, để cho em không có tông xe ra được đúng không, để cho không có tông xe được, tại vì lủi nó cứ dần vậy nè, nó cũng không thể kiểm soát được. Xong rồi vô trong lề, Quyên mở xe ra, mở dây an toàn ra, chạy mình không biết sao luôn, mình không muốn ở đó với anh, không muốn gặp mà anh luôn, mình điên lên vậy đó. Tốt rồi, cảm ơn. Trời ơi, lúc đó anh chạy theo anh bất nhân lắm, chạy theo anh nắm Quyên lại ha, mà lúc đó Quyên mạnh lắm nha, khi mà Quyên giận lên ha, bác sĩ nói là mình mạnh hơn lúc bình thường là khoảng 5 lần. Bác sĩ nói hả? 5 lần bình thường. Lúc tớ đập ảnh một cái. Lúc tớ cho nên mình cũng nhận, cho nên mình coi mình cầm Nguyên như này. Mà mình coi công an ơi, ở đây có một con em điên. Anh đừng xạo nha. Anh nói how should I care? Cho nên con anh tới. Lúc đó anh gọi mình là con gái điên luôn. Ông gọi cho bác sĩ, ông gọi cho công an. Rồi ông nắm mình gì nè. Trời ơi trời, ta nói lúc đó đục cho anh một cái, chảy máu miệng luôn đó. Rồi cái gọi công an tới giải quyết. Cũng thì tại vì việc dân sự mà chủ yếu là giữa hai người thôi, chứ công an cũng đâu có giải quyết gì. Công an chỉ là cho hai mình giải quyết giải hòa với nhau thôi. Rồi xong rồi công an điện cho bên y tế cấp cứu tới cả nhà. Thì Quyên rất là giận, lúc đó Quyên rất là giận. Quyên ngồi trong xe cấp cứu, cả nhà nhớ không? Trong video có ngồi trong xe cấp cứu mà mình khóc á cả nhà. Mình khóc á, tại vì Quyên không hiểu tại sao. Lúc đó là Quyên mất kiểm soát, rồi lúc đó là mình mất kiểm soát nha. Mình nói là mình không hiểu tại sao mình khỏe mạnh, mình bình thường mà ai cũng nói mình điên hết trơn. Tại sao anh Huynh lại nói mình là con gái điên đó. Xong rồi ha, ở trong xe khóc
đi xe cấp cứu, đang ở xe cấp cứu gì không biết, điện thoại ra quầy. Tại vì tức, rất là tức, mình muốn giải tỏa, muốn là tại sao mọi người lại suy nghĩ mình điên, mình không có điên. Bây giờ tôi vẫn còn quay video được nè. Đó. Xong rồi đưa, có hai anh kia kèo đưa đi vô bệnh viện, truyền thuốc ngủ vô cho anh ngủ, tại lúc đó não đang căng. Cho nên bác sĩ cho Nguyên ngủ để cho nó hạ xuống. Ngủ quá trời ngủ. Rồi xong ngủ thức dậy á, buồn tiếp. Tại sao anh nó lại nói mình là người điên, trong khi đó mình không có gì hết trơn. Em nghĩ lúc đó em mình thù không à. Lúc em bệnh á thì em không nghĩ em bệnh, nghĩ bình thường vậy đó. Kỳ cục nha. Cái xong rồi á, cũng thức dậy nói á, cái điều mà buồn nhất của mình á là anh Huân nói mình là điên. Mình nói là mình là tâm thần. Đó là điều mà buồn nhất. Thật sự luôn. Lúc đó Quyên nghĩ vậy đó. Nhưng mà tới khi bây giờ á, khi mà Quyên bình tĩnh trở lại rồi cái nhà, thì Quyên biết là à, lúc đó là Quyên bệnh. Chứ ngay thời điểm đó không ai biết mình, không người bệnh nào biết người bệnh là bị bệnh hết. Cái căn bệnh này nó kỳ lạ vậy đó. Cho nên á là để một cái người mà hiểu là căn bệnh này nó khó, tại vì người ta không có hiểu là nó cứ thay đổi, nó cứ thay đổi như vậy thôi. Với lại á, tiếp nhận một cái thông tin á làm quá lên không à. Vậy vượt qua mọi cái rồi thì em thấy em xin lỗi anh nhiều. Xin lỗi anh, tại vì đúng rồi, lúc đó là Quyên có gọi cho chị Tuyền nữa. Chị Tuyền cũng biết chuyện này nữa. Thì lúc đó vậy đó, em xin lỗi anh rất là nhiều. Thì em cũng có nói anh hoài đó. Cảm ơn anh chăm sóc em tới thời điểm bây giờ. Bệnh từ hồi tháng 10 tới bây giờ anh chăm sóc em là cũng lâu lắm rồi đó. Tại anh chịu được là anh rất là hay đó. Bác sĩ cũng nói rồi, cho nên là hai chồng mình cố gắng đó, cố gắng vượt qua thử thách này là mọi chuyện ổn thỏa thôi. Thì đó cả nhà, cái đấy là những cái gì mà Quyên chia sẻ với cả nhà. Còn cái nữa là chị Tuyền gửi tới chị Tuyền, bữa ngày cũng liên lạc được chị Tuyền nữa, là chị Tiền với anh Minh Huân đó, là em biết anh chị gặp nhiều, em hiểu anh chị, anh chị cũng hiểu em với anh Huân, cho nên là em thương anh chị rất là nhiều đó. Phần nữa là em muốn chị Tiền luôn luôn mạnh khỏe. Thì chị Tiền, em thấy chị Tiền vui vẻ mạnh khỏe là em vui à. Thôi chỉ như đó thôi. Thôi. Dạ. Khi mà em khỏe thì mấy anh chị em mình gặp nhau vui vẻ. Hồi em xin lỗi là tại vì hồi đợt mà em xuống nha, anh chị chơi em cũng lúc đó em cũng không có vui quá. Lúc đó là em vui quá. Cái nhà khi em vui quá mà cũng không kiểm soát được nữa, nó kỳ cục vậy đó. Rồi em có làm những cái lỗi gì thì anh chị bỏ qua cho em nha. Rồi em gửi đến anh chị vậy thôi. Rồi cái ý thứ hai mà Quyên muốn nói á là bệnh tình của mình nay sao rồi, thì xuất viện về nhà khỏe mạnh. Bây giờ á khỏe mạnh bình thường không có gì hết, nhưng mà có cái là tâm lý hơi trầm xuống một chút. Bây giờ mình không có còn vui quá nữa, không còn nữa. Hôm bữa nhập viện là quá mất kiểm soát, rồi bây giờ thì nó lại rơi xuống cái phần trầm quá, thì hơi trầm. Thì có lẽ là Quyên nói là điều này thì mong cả nhà đừng có buồn. Không có buồn gì hết, tại vì nó cũng không có phải là tin buồn.
Ngày mai là Quyên sẽ nhập viện trở lại. Ngày mai Quyên nhập viện trở lại. Mà là nhập viện lần này nó khác với lần trước. Lần trước Quyên nhập viện là Quyên mất kiểm soát, Quyên nhập viện. Còn lần này là Quyên có thể kiểm soát được bản thân mình rồi. Nhưng mà để tránh tác động từ xung quanh đó, thì Quyên phải nhập viện để mà điều trị, với lại để bác sĩ cân đo đong đếm cái phần thuốc. Vì Quyên uống quá nhiều thuốc, mình ngán quá, uống quá nhiều, cào bao tử quá. Biết rồi, mình thấy thuốc mình ngại luôn, ngán, muốn ói. Cho nên là bác sĩ nói là phải nhập viện trở lại. Nhập viện thì mình có thời gian riêng cho mình, cho bản thân mình. Mình suy nghĩ lại những cái gì đó mình đã làm rồi, mình suy nghĩ về tương lai của mình, hoặc là chẳng hạn những cái gì mà tươi mới lên đó, thì lúc đó là bản thân mình suy nghĩ, rồi mình cố gắng mình hồi phục, rồi mình tránh những cái tác động từ xung quanh nữa. Rồi cái lý do thứ ba nữa để Quyên nhập viện là tại vì anh Hôn anh cũng bệnh, ảnh chăm Quyên lâu quá rồi, bây giờ ảnh tâm lý anh cũng có vấn đề một chút. Tại vì Quyên lúc vui lúc buồn này khó chịu lắm cả nhà ơi. Ai mà có bệnh, người bệnh giống bệnh Quyên là cả nhà biết là khó chịu lắm, khó chịu lắm, điên đầu luôn chứ không phải chơi đâu đó. Lúc này lúc khác là không có chăm nổi đâu, điên đầu lắm. Thì ảnh chăm tới cỡ này là cũng thấy ghê rồi đó, thấy dữ dằn rồi đó. Thì ảnh cũng có vấn đề tâm lý, cho nên nó là Quyên nhập viện một mình, lần này là không có người chăm. Thì trong thời gian nhập viện một mình đó thì Quyên có thời gian cho bản thân mình để mình suy nghĩ lại, để mình hồi phục lại, hồi phục hơn. Bây giờ thì hồi phục mấy bao nhiêu phần trăm ta? 60% đi. Ủa, thế là 5-6%? 5-6%? 5-60 hả? Thì cũng được rồi, tại vì hồi phục vậy là cũng được, nhưng mà không có nhanh. Không nhanh đâu mà. Là cũng hồi phục cũng được. Lý do lần này Quyên nhập viện là không phải là bị Quyên. Quyên hồi phục rất là nhiều. Cho nên tình hình của Quyên là rất là tốt hơn so sánh với trước. Mà vấn đề là mình cảm thấy là mình mệt quá nhiều. Mình cảm thấy là mình không chăm sóc nổi. Không phải mình không yêu Quyên nhiều như trước. Mình không thích cảm giác đó, cho nên mình nói cho bác sĩ là mình nghĩ là mình phải nghỉ ngơi chút. Bác sĩ cũng nói bình thường là chăm sóc người bệnh loài lưng lưng cực hả? Đây, loài cái đó, bipolar disorder. Một tuần là nhiều, nhưng mà em chăm sóc do cô em nhiều rồi. Người bình thường không làm được. Mình mệt, mình cũng nghỉ ngơi chút. Thì đó, có nhiều lý do lắm. Để cho ảnh nghỉ ngơi. Trong thời gian Quyên ở bệnh viện, chuyến này Quyên nhập viện, bác sĩ nói là từ 2 tới 3 tuần. Tùy theo 2 tới 3 tuần đó. Thì Quyên cũng vô bệnh viện, rồi Quyên tiếp nhận điều trị. Điều trị là uống thuốc thôi cả nhà. Chỉ uống thuốc rồi bác sĩ kiểm tra, theo dõi. Đó, như vậy. Để anh Hun ở nhà, anh Hun có thời gian cho ảnh, cho công việc của ảnh. Ảnh cũng phải thư giãn đầu óc để mà anh khỏe trở lại. Tại vì anh chăm sóc Quyên từ hồi mấy giờ, bấy lâu nay. Ta nói cũng khiếp lắm cả nhà ơi. Đó, vậy đó. 30 phút nó tự tắt. Rồi hôm bữa là Quyên thấy mình ân hận quá. Cái mình không có, mình sợ, mình không có dám gọi mẹ. Sợ thế nào không dám gọi mẹ, tại vì mình cảm thấy tội lỗi á. Cái mẹ với cha, mẹ đọc để cho cha nhắn tin cho mình. Trời ơi, nhắn tin cho anh Hun chứ phải cho Quyên á nha.
cho anh hôn. Tại vì anh hôn là kiểm soát, anh hôn là kiểm soát để liên hệ với gia đình, báo cho gia đình biết tình hình của Nguyên đó. Thì cha mẹ nói câu con rất là cảm ơn và con rất là xúc động. Thì mẹ đọc cho cha ghi từng câu luôn. À, cha mẹ không bao giờ, cha mẹ anh hai Út, ông bà nội rồi đó, không bao giờ làm trách móc con. Cha mẹ nói vậy đó. Mẹ đọc từng câu, mẹ đọc từng câu luôn, là không bao giờ trách móc buồn phiền gì con hết. Mẹ thấy con á là vui vẻ, rồi xong rồi á là chụp hình gửi cho mẹ là mẹ rất là vui. Mẹ coi hoài mấy cái hình đó luôn. Thì con nghe cái mấy cái lời đó là của mẹ, đó là con của mẹ của cha, con rất là vui luôn. Tại vì là mẹ cha hiểu, rồi mẹ cha là không có bắt lỗi cho con. Thì con thấy con vui lắm, con đọc cái tin đó con vui dữ lắm luôn á. Thì thôi bây giờ cả nhà, thì Nguyên làm cái video này là chắc cũng không có chỉnh sửa gì đâu, hơi lâu, cả nhà ráng coi hết nha. Đó. Rồi để mà hiểu cho hai vợ chồng, hiểu cho Nguyên. Hy vọng là cả nhà lúc nào cũng là vui vẻ, có những cái năng lượng tích cực. Không phải tối mình nói. Còn ngày mai thì Nguyên nhập viện cho lại cái đó không có gì hết. Đâu gì đâu. Em chỉ nhập Nguyên ơi chú. Nhập viện ấy thôi à, đâu có gì đâu. Lần này là không có gì. Lần này là tại vì Nguyên kiểm soát được, Nguyên kiểm soát được, đợt rồi không kiểm soát được. Đợt rồi không kiểm soát được cho nên là lúc nào cũng suy nghĩ á. Trời ơi tại sao mình phải nhập viện? Bác sĩ này kiểu rồi, bác sĩ này sai rồi. Nguyên lúc nào cũng suy nghĩ trong đầu là bác sĩ sai rồi. Tại vì Nguyên không bệnh mà tại sao bác sĩ lại cho Nguyên uống thuốc quá nhiều. Trời đợt đó uống thuốc nhiều mà tới ngủ mà mắt liêm diêm hoài luôn á, cả ngày luôn uống thuốc ngủ á. Lúc đó lúc nào mình cũng ghét bác sĩ hết trơn á, nhưng mà tới khi mà Nguyên hết bệnh rồi đó thì mình mới nhận ra được, là mình vậy là mình bị bệnh, mình sai rồi. Thôi cả nhà ơi, tới đây thì Nguyên hôn chia sẻ với cả nhà hai cái vấn đề vậy thôi. Anh này một cái trước khi anh tắt đúng không? So the reason why I'm sending my wife to the hospital is because she knows that she's sick for now, but she still kind of like tend to avoid taking medicine. Taking medicine is very important, but she tend to avoid it. So I must monitor her when she take medicine. But I'm, to tell you the truth, I'm very tired and I don't have that kind of energy to take care of my wife anymore. I also feel a little bit depression. I also need to take some break. So for our health, we also decided to come to the hospital and stay there for a while. She will take care of herself there and I will take care of everyone and about myself here. Period. Chỉ vậy thôi, ý là anh nói là tại vì hồi nãy Nguyên cũng nói rồi, em nãy mới nói cả nhà rồi, tại vì Nguyên không có muốn uống thuốc nữa đó, cho nên là kiểu như là mình thấy thuốc mình sợ uống vô cà bao tử quá đó, chứ lại uống vô nó ngủ mà nó mập một cái hết biết luôn, mập gì đâu. Nguyên bây giờ mập lên 20kg nữa rồi, lúc trước 50, bây giờ là 70 rồi đó. Cả nhà thấy ghê không, nhìn vậy đó chứ ở dưới mập lắm. Tôi nói cái bụng thì thôi luôn, mập đó. Rồi, 70kg cho nên là Nguyên sợ lắm, sợ uống thuốc lắm.
Rồi đó cũng là một trong những cái lý do để Nguyên nhập viện, rồi anh hôn cũng là một trong những lý do để Nguyên quyết định là mình nên nhập viện tại bác sĩ ra cái quyết định đó đó. Dựa trên mấy cái lý do nãy giờ Nguyên cũng nói rồi thì anh hôn chỉ nói lại thôi á. Rồi thì hôm nay là Nguyên chia sẻ với cả nhà tất cả những cái gì đó. Còn những cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc nào khác chắc là Nguyên sẽ không thể nào trả lời được, tại vì Nguyên không có đọc được bình luận. Vì cả nhà biết là bệnh của mình, nếu mà mình bị tác động từ bên ngoài nói là thôi mình không biết mình sao luôn, cho nên á là anh luôn là không có cho Nguyên đọc bình luận rất là lâu rồi đó. Thì Nguyên giải đáp hết những cái thắc mắc ở trong cái video này đó. Rồi cả nhà hy vọng là cả nhà xem, cả nhà đồng cảm, cả nhà hiểu và cả nhà yêu thương hai vợ chồng, yêu thương gia đình Nguyên hôn. Do you wanna say goodbye? Phải thử hết rồi. Hả? Something else? Anh không muốn nói gì nữa. Rồi thì thôi, tới đây là Nguyên xin kết thúc video. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Bye bye, bye.